Tại sao ớt lại cay? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ớt lại cay chưa? Hay là nó cay như vậy mà lại có những người thích ăn? Nào, chúng ta hãy đi tìm hiểu về điều này nhé. Ớt là một loại quả được dùng làm gia vị để chế biến các món ăn tại nhiều nơi trên thế giới. Vốn dĩ, cái vị bốc lửa của ớt được dùng để chặn các con thú ăn quả và hạt. Tuy nhiên, loài chim ăn vào thì vẫn tỉnh bơ trước vị cay này. Chính điều đó đã đem dòng họ của ớt đi xa hơn, làm cho họ ớt lưu truyền đến ngày nay. Vậy, điều gì đã làm nên cảm giác cay nóng, làm cho bạn có cảm giác bị bỏng khi ăn ớt? Trên thực tế, thứ quy định đặc tính cay trong mỗi mẫu ớt là một chất hóa học không màu và không mùi mang tên capsaicin. Chính nồng độ của capsaicin trong từng loại ớt khác nhau sẽ tương ứng với các cường độ cay khác nhau của từng loại ớt. Ở mức độ tinh khiết, capsaicin là một chất độc, tương ứng với độ cay 15 triệu SHU. Capsaicin có thể hòa tan trong cồn và mỡ, nhưng không thể hòa tan trong nước. Do đó, khi ăn phải ớt cay, bạn nên chọn uống sữa thay vì uống nước nhé. Vì các sản phẩm từ sữa chứa protein casein hút các phân tử capsaicin, nên sữa hoặc kem có thể kéo các phân tử capsaicin ra khỏi các cảm thụ quan. Đây là tin tốt lành đối với những người không chịu đựng nổi sự hành hạ của gia vị này, phải không nào? Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Weber Scoville, thì mỗi loại ớt khác nhau có cường độ cay hoàn toàn khác nhau. Nào, chúng ta hãy đi tìm hiểu về một số loại ớt phổ biến nhé. Theo thang độ cay Scoville, ớt chuông hoặc ớt ngọt có độ cay bằng 0. Cái tên nói lên tất cả, phải không nào? Trong khi đó, loại ớt Scotch Bonnet có độ cay khoảng 100.000 đến 350.000 SHU. Ớt Jalapeno có độ cay khoảng 3.000 đến 5.000 Scoville. Ớt Thái 20.000 đến 100.000 Scoville. Ớt Habanero có thể cay từ 100.000 đến 350.000. Ớt Ma Ghost Pepper 600.000 tới 1 triệu. Tuy nhiên, kỷ luật cay nhất lại thuộc về loại ớt Carolina Reaper. Giống ớt này ban đầu có tên là HP22B và ớt Carolina Reaper trung bình từ 1,64 triệu đến 2,5 triệu đơn vị Scoville. Hàm lượng capsaicin trong giống ớt này được xem là gần ngang ngửa với hơi cay kiểu Mỹ tiêu chuẩn. Con số này thực sự là một thách thức đối với những người biết ăn cay, muốn thử thách độ gan lì của mình. Vậy tại sao nhiều người vẫn thích ăn cay? Bạn có tò mò không? Thực ra, trong quá trình trải qua cảm giác như bị bỏng khi ăn cay, não bộ tiết ra endorphins và dopamine. Sự kết hợp hai hormone tạo ra một cảm giác hưng phấn, và phản ứng của đồ ăn cay tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người. Càng ăn nhiều đồ cay nóng, sức chịu đựng càng lớn hơn. Còn bạn thì sao? Hãy thử độ gan lì của mình bằng cách thưởng thức một trong những loại ớt kể trên nhé.